Ví như đời có người, nghe có chỗ bảo tàng vì có thể hưởng được tâm sinh đại hoan hỷ. Như vậy bậc trí huệ, Bồ Tát chân Phật tử, nghe được các Phật Pháp tướng tịch diệt thâm sâu, nghe được Pháp sâu này, tâm ngài được an ổn, không kinh cũng không hãi, cũng không sinh sợ sệt. Đại sĩ cầu bồ đề, nghe tiếng rộng lớn đó, tâm tịnh kham nhẫn được, nhờ vậy không nghi hoặc. Tự nghĩ nhờ nghe được pháp vi diệu thâm sâu sẽ thành nhất thiết trí đại đạo sư trời người. Bồ Tát nghe tiếng này, tâm ngài đại hoan hỷ, phát sinh ý kiên cố, nguyện cầu các Phật Pháp. Nhờ vui thích bồ đề, tâm ngài dần điều phục, khiến tin thêm tăng trưởng, không trái chê Phật Pháp. Do nghe Pháp âm này, tâm ngài được kham nhẫn, an trụ chẳng lay động, tu hành Bồ Tát hạnh. Vì nhờ cầu Bồ Đề chuyên hành hướng Bồ Đề, tinh tấn không thối chuyển, chẳng bỏ các thiện nghiệp. Nhờ cầu đạo Bồ Đề, tâm ngài không sợ hãi, nghe Pháp thêm dũng mãnh, cúng Phật khiến hoan hỷ. Như có người phước lớn, đắc được kho vàng thật, tùy thân mang trang sức, làm các đồ tra nghiêm, Bồ Tát cũng như thế nghe nghĩa thâm sâu này, suy ngẫm thêm biển trí, nhờ tu tùy thuận pháp, pháp có cũng thuận biết, pháp không cũng thuận biết, tùy pháp đó như vậy, như vậy biết các pháp, thành tựu tâm thanh tịnh thấu triệt đại hoan hỷ, biết pháp do duyên khởi, dũng mãnh siêng tu tập, bình đẳng quán các pháp biết rõ hết tự tánh, chẳng trái Phật Pháp tạo, giác khắp tất cả Pháp, trí thích thường kiên cố, nghiêm tịnh Phật Bồ Đề, bất động như tu di, một lòng cầu tránh giác, nhờ phát tâm tinh tấn, lại tu đạo tam muội vô lượng kiếp riêng tu, chưa từng có thối thất, Pháp của Bồ Tát vào là chỗ của Phật hành, do đó biết rõ được, tâm ngài không nhàm mỏi. Như pháp của Phật nói, bình đẳng quán các pháp, đâu chẳng bình đẳng nhẫn hay thành bình đẳng trí.